Video này được mang đến cho bạn bởi Chum Sticker, nơi chúng tôi bán đầy đủ các loại sticker. Sticker để làm gì? Sticker để bạn dán lên bàn, dán vào laptop, dán vào máy tính, dán vào mông người yêu, dán vào mông còn lại của người yêu. Hiện tại thì với chỉ 1.000 đồng các bạn có thể nhận được một gói sticker dùng thử. Cùng với đó, nhân dịp khai trương chúng tôi đang có cực kỳ nhiều ưu đãi, mua càng nhiều giảm càng sốc. Chi tiết về mua hàng và shop các bạn có thể tìm trong đường link ở phần mô tả và bình luận. Đương nhiên là Chum Quế và Chum Figure cũng đang có cực kỳ nhiều ưu đãi, các bạn cũng có thể mua ở đây luôn. Đây là bộ anime được xem nhiều nhất vào tháng 4. Sở hữu khả năng kích thích tuyến lệ nên hãy chuẩn bị khăn giấy trước khi bắt đầu. Vì đó là tháng 4 là lời nói dối của em. Câu chuyện xoay quanh Kousei, một cậu bé được coi là thiên tài piano từ hồi còn bé xíu. Dưới bàn tay nhào nặn khắc nghiệt của người mẹ, Kousei đã sờ được vào thứ hào quang rực rỡ trên sân khấu. Mục tiêu hàng đầu bà muốn cậu chinh phục là trở thành nghệ sĩ dương cầm hàng đầu thế giới. Vì thế mà Kousei đã không ngừng thăm ngàn và kẹp ngần những danh hiệu lớn nhỏ. Để rồi đến khi nhiệm vụ có cơ hội hoàn thành thì mẹ cậu lại qua đời. Từ cái ngày định mệnh ấy, cuộc sống của cậu trở nên đơn sắc như màu của những phím đàn vậy. Và tiếng piano không còn vang lên từ căn nhà nhỏ nữa. Tuy nhiên với một cá thể đã gắn chặt với những giai điệu thì đời nào thoát ra dễ dàng như vậy được. Trong đầu cậu luôn căm ghét piano, nhưng thực tế nó lại là thứ duy nhất mà cậu có. Thiếu dương cầm, cậu trở nên trống rỗng và chỉ còn lại những dư vị vô cảm. Đồng hành với Kousei từ thủa trần truồng tắm mưa còn có Watari và Tsubaki. Một lần Tsubaki đến rủ Kousei đi chơi, số là có một cô bạn cùng lớp với Tsubaki đang crush Watari nên muốn nhờ cô cơ cấu một cuộc gặp gỡ, sợ mình lại thành kỳ đà cản mũi. Nên Tsubaki muốn cậu đi cùng thành hai cặp cho đỡ quê. Đặc biệt là cô gái kia còn là dân chơi hệ nhạc cổ điển nên cả hai sẽ dễ nói chuyện hơn. Tuy nhiên vì đã ọp đàn được 2 năm trời rồi, Kousei chỉ vào phòng nhạc khi muốn test lại giai điệu sau khi chép lại nhạc cho mấy quán karaoke mà thôi. Tsubaki không cho rằng cô cậu bạn thân đã buông bỏ piano, mà chỉ là cậu đang cố tìm lý do để níu kéo nó lại mà thôi. Trong mắt cô, hình ảnh Kousei chơi dương cầm là lúc cậu ngầu lò nhất. Nhoáng cái đã đến ngày hẹn. Trong lúc đang đợi mấy khứa kia đến, Kousei phát hiện đứa nào chơi ngu quẳng giày với quần tất lên cây. Đang thắc mắc đây là nghi lễ tà thuật gì thì âm thanh của cây đàn pianika đập thẳng vào tai Kousei, lần theo tiếng nhạc. Kousei bắt gặp một cô gái đang say sưa chơi đơn rồi hòa tấu với lũ trẻ. Trước sự xinh đẹp cả về phần nghe lẫn phần nhìn ấy, Kousei đưa máy điện thoại lên để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Nhưng vừa mới tách được một phát thì bỗng một cơn gió vụt qua, vừa đủ để váy cô gái mất kiểm soát mà tung bay. Không biết thế nào lại đúng lúc cậu giơ máy lên và thôi, cô gái kia liền lao đến dạy dỗ kẻ biến thái kia một trận ra thầy ra trò. Đã thế lại còn cầm theo cái quần tất của người ta nữa thì khỏi cãi. Hai bên cứ thế cãi nhau qua lại cho đến khi cả Tsubaki và Watari đến. Theo lời Tsubaki thì cô gái đó tên là Miyanzono Kaori và họ bắt đầu làm quen với nhau. Nhưng ngay sau đó, Kaori xin phép đi về vì đã tới lượt mình đến biểu diễn trong cuộc thi tại khán phòng Toa. Cô giới thiệu mình là một nghệ sĩ violin. Nhân cái tiện này, cả bọn rủ nhau đến cổ vũ cho Kaori. Dĩ nhiên trong số đó có cả Kousei, nhưng cậu một mực từ chối vì nơi đó để lại cho cậu những kỷ niệm không mấy vui vẻ. Nhưng mà Kaori lại đến kéo cậu đi chơi bằng được. Gái rủ đi mà rút lui thì chả khác gì làm chuyện ác, mà nhất là gái xinh thì tội, càng thêm tội. Vậy nên Kousei đành chấp nhận đi theo thôi. Sau khi đến nơi, Kaori tạm biệt các bạn để đi vào trong chuẩn bị cho màn biểu diễn, còn cả hội sẽ vào trong khu vực khán giả. Ở đây, những hình ảnh về mẹ cứ phảng phất trong tâm trí của Kousei, như cái cách áo trùm cuối cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mỗi khi lương về vậy. Anyway thì vào trong khán phòng, nhiều người vẫn còn nhận ra Kousei bởi cậu là người trẻ nhất từng đoạt chức quán quân trong cuộc thi piano năm nào. Giờ thi đã đến, những thí sinh sẽ phải show toàn bộ kỹ năng để chinh phục ban giám khảo với đề bài là bản Beethoven Violin Sonata số 9. Khi tiếng nhạc vang lên cũng là lúc Kousei bắt đầu phiêu theo melody. Những ngón tay của cậu cứ lên lên lại xuống xuống theo giai điệu. Bộ cảm âm nhạy đến độ phát hiện ra cả lỗi sai của từng thí sinh. Những cử chỉ đó của Kousei cũng đủ để Tsubaki hiểu rằng cậu chưa từ bỏ âm nhạc được đâu. Sau bao sự chờ đợi, cuối cùng Kaori cũng lên sàn. So với những màn thể hiện có phần khuôn mẫu của những thí sinh trước, bản nhạc được Kaori tấu lên tựa như một gia vị hoàn toàn mới. Từ giai điệu cho đến tiết tấu, tất cả đều theo cảm xúc của cô, khiến cho ban giám khảo chia đôi luồng suy nghĩ. Người cho rằng đây là kẻ báng bổ âm nhạc, còn người lại thấy cô bé này cũng có tài đấy chứ. Tuy nhiên đây là một cuộc thi nên tất cả ban giám khảo đều chấm cho cô bị tạch. Sau khi Kaori kết thúc phần trình diễn của mình, tất cả những người bên dưới đều đứng dậy vỗ tay đen đét cho màn trình diễn xuất sắc. Đặc biệt là từ phía Kousei, cậu đã có ấn tượng đẹp đẽ hơn dành cho người bạn mới này. Trong khi chờ đợi kết quả, mọi người đều bàn tán về màn ngoáy violin dị mà đỉnh của Kaori. Thậm chí màn thi đó còn khiến hai cô bé cảm động đến độ không khóc mà đi chuẩn bị hoa tặng Kaori. Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo trong 30 phút, nhưng tầm này kết quả với cô thì còn gì quan trọng nữa. Sau khi nhận lời khen của Watari, Kaori liền chạy đến chỗ Kousei để xin nhận xét về tiết mục của mình. Đang định nói là cũng thường thôi, thì chợt cậu thấy cánh tay của cô bạn đối diện đang run lên. Cậu chỉ nói rằng Kaori là người đầu tiên mà mình gặp chỉ thi qua vòng loại mà đã có người tặng hoa, nhất lại là những bông hoa không được chuẩn bị trước.
Điều đó đã nói lên tất cả rồi. Nhìn cô gái đó quay đi với nụ cười rạng rỡ, cậu cứ ngỡ mọi thứ đang được cơ cấu trong một bộ phim. Một bộ phim mà cậu chỉ là nhân vật phụ, đứng nhìn cặp nam nữ chính ở bên nhau. Để rồi nhiều ngày sau đó, hình ảnh cô gái ấy vẫn bủa vây tâm trí Kosei. Với kinh nghiệm tình trường phong phú, Watari nhận ra ngay rằng khứa bạn mình đã cảm nắng cô gái nào đó mất rồi. Thậm chí cậu còn đoán được người đó chính là Kaori. Nhưng ngọn cỏ ven đường như Kosei làm sao dám với tới đám mây như Kaori. Với Watari thì việc ấy cũng bình thường thôi. Vì đang yêu nên trong mắt Kosei, cô gái ấy sẽ luôn rực rỡ. Còn việc chọn ai hãy cứ để chị em phân định. Chiều hôm ấy, khi đang quốc bộ về nhà, Kosei thầm nghĩ về những giai điệu ngày hôm đó. Cậu nửa muốn nghe lại, nửa lại không. Và sự phân vân ấy cũng dành cho Kaori nữa. Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Lão đã đến ngay. Kaori xuất hiện ngay trước mặt cậu. Cô nói mình đang đợi Watari để tạo cho cậu ta một bất ngờ. Biết rằng Watari còn đang cho cô một bất ngờ hơn, vì cậu ta đang đi với gái, đề phòng một vụ đánh ghen xảy ra. Kosei đành nói Watari đang ở lại tập luyện chuẩn bị cho giải mùa hè sắp tới. Nếu không bất ngờ trên đường thì surprise trên sân vậy. Kaori quyết định mò đến tận nơi để búp thêm tinh thần cho cậu bạn. Trước tình hình quá là tình hình, Kosei đành dùng hết nước chấm để thuyết phục Kaori đừng đến. Nghe cũng lọt lỗ nhĩ. Kaori quyết định không đến nữa, nhưng thay vào đó, Kosei phải làm vật tế thân đi chơi với cô hôm nay. Địa điểm được Kaori lựa chọn là một tiệm bánh kem. Trong khi cả hai đang thưởng thức bánh thì bất chợt nghe thấy tiếng đàn piano của hai cô bé đang tập chơi. Với một người hướng ngoại như Kaori thì làm quen với lũ nhỏ không phải khó. Cái khó là dụ được lũ trẻ lôi được Kosei dậy làm vài đường nhạc mẫu trước sự uy hiếp của cô bạn. Lại thêm đôi mắt long lanh lóng lánh hóng chờ của hai đứa nhỏ, Kosei đành nhấc cái thân xác lên cho mấy đứa nhỏ biết thế nào gọi là chơi đàn thực thụ. Với kỹ năng đỉnh cao của một thiên tài, Kosei dễ dàng kéo hết sự chú ý của những người trong quán vào từng giai điệu cậu tạo ra. Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài được lâu. Chợt những ngón tay của cậu khựng lại như món đồ hết pin trước sự mong mỏi của những đứa trẻ. Kosei chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Sau khi kết thúc buổi thưởng thức đồ ngọt, Kosei và Kaori đã có những phút giây tâm sự với nhau. Kaori hỏi lý do tại sao một người đã từng giành nhiều danh hiệu và là một idol giới trẻ lúc bấy giờ như cậu lại bỏ chơi piano. Kosei cũng chẳng muốn giấu làm gì. Lý do là vì cậu không còn nghe được tiếng piano nữa. Lúc đầu thì bình thường, cho đến khi cả tâm hồn cậu đắm chìm vào giai điệu thì những âm thanh từ cây đàn sẽ biến mất, chỉ còn lại những tiếng cạch cạch từ ngón tay chạm vào phím đàn mà thôi. Kosei đang sâu đít thì lại hứng chịu máu nóng của Kaori. Người ta muốn thì sẽ tìm cách, còn không thì chỉ viện cớ mà thôi, để giúp cậu bạn sốc lại tinh thần. Kaori liền yêu cầu Kosei phải làm người đàn cho buổi thi tiếp theo của cô, vì cô đã nhận được vé do khán giả bình chọn. Kosei thì vẫn nhất quyết xin thôi, nhưng lời Kaori đã quyết miễn bàn lùi. Không hiểu sao trong cái khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Kaori trong mắt Kosei lại trở nên rực rỡ hơn. Đúng như cái cách Watari từng nói, phải chăng cô cậu đã mờ mê cô gái này rồi chăng? Ngày hôm sau, Kaori dí sát Kosei trên từng mét trên đường đi học. Thậm chí cô nàng còn kể chuyện nhờ cậu đệm đàn cho Tsubaki nghe. Và như Lưu Bị có Khổng Minh mà Tào Tháo có Tư Mã ấy, Tsubaki cố vấn thêm trò cho Kaori pressing cực mạnh vào vị trí của Kosei, từ việc bật liên tục giai điệu của bài thi sắp tới cho đến khủng bố Kosei bằng nhạc phổ ở bất cứ nơi đâu cậu đến. Tại phòng nhạc, trong sách giáo khoa, tủ để đồ, kể cả là phòng riêng, nhạc phổ ở mọi nơi mọi chỗ. Trước sự giúp đỡ nhiệt tình của Tsubaki, Kaori cũng cảm thấy tò mò. Hà cớ làm sao mà cô bạn lại năng nổ chuyện của Kosei đến vậy? Liệu có phải cô đã rơi vào lưới tình của cậu bạn nhà bên rồi chăng? Trước những câu hỏi bất ngờ đó, Tsubaki chỉ trả lời rằng cô chỉ coi Kosei là đứa em yếu ớt cần giúp đỡ, còn việc cậu chơi hay từ bỏ piano đều không important. Quan trọng là cậu ấy phải tự đưa ra quyết định của chính mình, chứ không phải là Kosei của thì hiện tại, một kẻ bất động giữa dòng đời nhiều chấn động. Buổi thi thứ hai đã đến. Trong khi đã có cơ man thí sinh thực hiện tiết mục của mình, thì Kaori cùng Tsubaki và Watari vẫn truy tìm tung tích của Kosei. Chỉ biết khi Kaori mò lên sân thượng thì mới tìm ra khứa đệm đàn của mình đang trốn ở đó. Và rồi tới câu chuyện. Sau khi xả đòn vừa chân vừa mõm, Kaori vẫn không tài nào kéo được tinh thần đã hấp hối của Kosei sống lại. Sự ám ảnh của buổi thi hôm đó, khi cậu như chìm vào đại dương im lặng của những âm thanh chê bôi từ khán giả, đã khiến Kosei trở nên cô độc và lạc lõng. Vậy nên cậu nhất quyết không chịu đi, hiểu vấn đề của Kosei đang mắc phải. Kaori nói mình sẽ cố gắng chơi đàn để không ai quên mình, và cậu cũng thế, bởi họ đều là những nghệ sĩ. Nói xong, những giọt nước mắt của Kaori cứ thế lăn dài. Cô cúi đầu xin cậu giúp đỡ mình. Trước giọt lệ của phụ nữ, mọi thằng đàn ông đều mềm yếu. Và dường như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy cậu phải giúp cô gái này. Nên Kosei đã chấp nhận lên sàn diễn với Kaori. Vậy là nhân sự đã ok. Giờ mà đến trễ thì coi như quên luôn việc thi cử đi là vừa. Riêng khoản di chuyển thì cứ để Tsubaki và Watari lo. Với kỹ năng tổ lái xe đạp của mình, hai người sẽ đưa cặp đôi âm nhạc đến địa điểm đúng giờ, đồng thời tạo thêm thời gian để Kosei kịp xem lại bản nhạc. Dù chưa tập dượt với nhau lần nào, nhưng với khả năng thiên bẩm của cả hai, Kaori tin rằng game này là easy. Sau khi chia tay Watari và Tsubaki,
Kaori và Kousei bước vào trong phòng chờ để chuẩn bị biểu diễn. Tuy nhiên, dù đã cố đọc kỹ nhạc phổ và luyện tay thô, thì Kousei vẫn chưa thể cảm nhận hết được bài nhạc để bật mốt tự động hóa cơ thể. Chưa kể đến Kaori vẫn còn là một nghệ sĩ vĩ cầm điên loạn, càng nghĩ càng rối khiến tâm trí của cậu gần như mất phương hướng. Thế vậy, Kaori đã kéo đồng chí của mình trở lại với thực tại. Cô yêu cầu cậu phải ngẩng cao đầu lên mà thoát khỏi nhà tù khuôn nhạc. Và hãy ra ngoài kia, xóa bỏ sự hổ thẹn và thể hiện bản thân mình. Đến phiên cặp đôi lên sàn, Kaori vội kéo bạn diễn của mình ra sân khấu. Trong khoảnh khắc ấy, Kousei chợt nhận ra cô gái trước mặt mình phải chăng chính là nữ thần tự do. Nhưng không, cô gái ấy lại nói rằng nữ thần tự do thì ở nước Mẽo, còn sự tự do chính là âm nhạc. Lúc ấy Kousei mới nhận ra ở ngoài kia, nơi sự im lặng của khán giả, ánh đèn sân khấu vân vân và mây mây, những thứ khác nữa đang chờ đợi sự tự do đến từ đôi tay của cậu và Kaori. Bây giờ là lúc để hành trình của họ bắt đầu. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Kousei, thiên tài âm nhạc một thời nay xuất hiện với vị trí đệm đàn. Trước sự comeback đầy bất ngờ ấy, giám khảo nghi ngại rằng một người máy móc như Kousei và một người tự nhiên như Kaori sẽ khó mà có thể hòa hợp được. Đúng hơn, họ là một đôi đũa lệch, và thực tế đã chứng minh cho suy nghĩ của vị giám khảo đó là chính xác. Dù đoạn mở đầu không tồi, nhưng khi máu điên của Kaori nổi lên thì vấn đề bắt đầu phát sinh. Cộng thêm bệnh của Kousei lại phát tác thì bài thi này đã trở thành một thảm họa. Giai điệu của cả hai va đập chán chát vào nhau, khiến âm thanh cứ loạn hết cả lên, gây sự ức chế không hề nhỏ cho khán giả, nhất là từ vị trí của người đệm đàn. Và cái gì đến cuối cùng cũng phải đến. Những ngón tay của Kousei đã không chịu được nữa mà dừng hẳn lại. Một lúc sau, đến lượt Kaori dừng đàn trong sự ngạc nhiên của khán giả. Hít một hơi thật sâu, Kaori quay về phía Kousei như muốn nói, nhiệm vụ của cô là chơi như một nghệ sĩ thực thụ để mọi người không bao giờ lãng quên cô, vậy nên phải tiếp tục thôi. Rồi bắt đầu lại bài thi của mình từ đầu, dù biết cố mấy thì cô cũng ao. Lúc này Kousei chợt nhớ về những gì Kaori đã nói, và trong mắt cô có niềm tin ở cậu, và rồi bật chế độ tập trung cao độ, lôi hết những gì mình có ra để biểu diễn. Điều kỳ lạ của lần này là dù giai điệu cậu tạo ra vẫn đôm đốp với tiếng vĩ cầm của Kaori, nhưng đó lại là những sự va chạm cực ảo ma đến kỳ thú. Bây giờ chẳng biết ai đang thi nữa, họ như đang tranh nhau cho vị trí trung tâm của màn diễn. Chính sự điên loạn này của cả hai đã nuốt trọn tâm trí của khán giả trong hội trường. Và khi màn trình diễn kết thúc, họ nhận được sự tán dương không ngớt từ phía bên dưới. Đang sống trong sự tán dương thì đột nhiên Kaori gục ngã bất tỉnh. Ngày hôm sau, cả bọn Kousei đến thăm Kaori trong viện. Cô cũng chia sẻ rằng mình vốn bị thiếu máu, bonus thêm việc phải căng sức thuyết phục anh bạn nào đó làm đệm đàn, cộng thêm sự căng thẳng lúc thi nên đã hơi quá sức mà dẫn đến ngất xỉu mà thôi. Lúc cả nhóm ra về, Kaori đã hỏi Kousei về việc liệu cậu có quay lại với piano không. Kousei chỉ đáp rằng mình sẽ không chơi nữa, cậu cho rằng mình còn có những thứ khác ngoài piano. Nhưng khi nhận được câu hỏi ngược lại của Kaori về việc cậu có chắc mình đã quên nó chứ, thì Kousei lại ngập ngừng. Và rồi khi bước ra khỏi bệnh viện, Kousei lại dành những câu hỏi đó cho Tsubaki, liệu rằng ngoài piano ra cậu còn thứ gì khác không? Dù là bạn bè thân thiết nhưng Tsubaki cũng bối rối trước câu hỏi bất ngờ đó, để rồi mò mãi chả tìm ra được thứ gì, nên đành đánh trống lảng sang bầu trời u ám đã dần tan mây. Mấy ngày sau, trong lúc Kousei vẫn đang nghĩ về câu hỏi dạo nọ, thì Watari chợt xuất hiện rủ cậu đi mua quà chúc mừng nhân ngày Kaori xuất viện. Nhưng Kousei đã từ chối vì vẫn còn ám ảnh về việc bản thân chính là tác nhân khiến bài thi của cô ấy bị hỏng. Tuy nhiên với Watari, cảnh tượng Kousei và Kaori cùng nhau phối hợp trên sân khấu đã là hình ảnh rực rỡ nhất. Nó sẽ mãi in đậm trong tâm trí cậu không thôi. Trên đường về nhà, Kousei càng suy nghĩ nhiều hơn về những câu nói của Kaori. Cả hai đều là những nghệ sĩ. Cả hai đều sống trong những khoảnh khắc tuyệt vời khi nhận được sự công nhận từ khán giả. Dù có mắc lỗi, nhưng hình ảnh về họ sẽ mãi in đậm trong tâm trí của những người đã lắng nghe. Và điều đó dù chết, Kaori vẫn sẽ mãi ghi nhớ. Kaori đã cảm ơn Kousei rất nhiều vì cậu đã chơi đàn vì cô. Nhưng trong thâm tâm Kousei, người nhận ơn lại chính là cậu, vì Kaori đã truyền cho cậu ý chí để vượt qua mọi thứ để bước tiếp. Sau ngày hôm đó, Tsubaki cũng trở nên thật kỳ lạ. Cô hay mất tập trung, còn đôi mắt thì lộ rõ vẻ u ám. Điều này khiến cô bạn thân nghi ngờ. Đến khi gặng hỏi về chuyện của Kousei, thì Tsubaki lại có phản ứng kỳ lạ. Đúng lúc ấy thì Saito, một đàn anh đã tốt nghiệp của Tsubaki xuất hiện. Saito vốn là crush quốc dân của các cô gái trong trường, một anh chàng đẹp trai, đáng tin cậy mà lại còn là đội trưởng của đội bóng chày. Vờ vội cũng thấy nhiều ưu điểm hơn hẳn so với chân bé đủ hàng xóm. Nhưng chẳng hiểu sao khi được một senpai đẹp trai lai láng tỏ tình, cô lại thấy ngập ngừng dù trước đây đã từng mê anh như điếu đổ. Nếu là lúc anh ấy tốt nghiệp thì có lẽ cô đã chấp nhận ngay. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ trước lời ngỏ đó, trái tim cô lại không rực rỡ nữa. Mấy hôm sau, Kaori đã ra viện và đi học lại. Dù đã chuẩn bị bánh để tặng cô thay quà ra viện, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ vui tươi của cô khi ở bên Watari, thì Kousei lại quay xe rời đi. Nhưng cái số chạy cũng chẳng thoát. Kaori đã mai phục sẵn trên đường về của cậu để đòi quà cho bằng được. Thấy Kousei nói không có, cô liền lăn đùng gian vạ, cộng thêm hiệu ứng của đám trẻ bên cạnh khiến Kousei càng thêm bối rối, nên đã có một nước đi thẳng vào lòng đất rằng sẽ nghe hết những yêu cầu của cô. Được đà lấn tới, Kaori yêu cầu Kousei phải ghi danh vào cuộc thi piano sắp tới, nhưng cậu lại từ chối vì bản thân đã tự tay vứt nhạc phổ đi nên đã không còn xứng đáng nữa.
Nghe đến đây Kari chợt bật cười, vì ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người như thế. Họ ném nhạc phổ đi rồi lại nhặt lên. Trong khi đó cả cô và Kousei mới chỉ có 14 tuổi thôi. Tội gì mà không tiến tới. Nói rồi Kari bước lên thành cầu và nhảy xuống. Lúc này Kousei như bừng tỉnh, cậu cũng nhảy xuống theo, mạnh mẽ quyết giữ lấy những điều đẹp đẽ khi âm nhạc của cậu chạm đến trái tim khán giả. Sau màn lấy quyết tâm có phần ướt át, Kousei đưa Kari về nhà mình thay đồ. Vô tình cô đi vào phòng để piano của Kousei và nhận ra nơi đây bây giờ đã là một đống hổ lốn, và cây đàn thì đã bám dính nhiều bụi vì đã lâu không sử dụng. Kari liền hất tung đám sách vở bầy bừa trên cây đàn, vừa lau vừa xin lỗi nó, tiện thể nổi khùng với kẻ đã bỏ hoang cây đàn này luôn. Vô tình thế nào lại mở đúng cửa sổ nhìn sang nhà Tsubaki. Ánh mắt các bên chạm nhau. Kari bây giờ vừa mặc đồ của Kousei, tóc thì ướt. Dù Kousei có 10 cái miệng cũng không thể giải thích, khiến cô nổi khùng không chỉ tối hôm đó mà còn kéo đến mấy hôm sau. Trong khi đó, cặp đôi âm nhạc cũng bắt tay vào để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Ở thì hiện tại thì những bản nhạc do Kousei đánh lên đều như đấm vào lỗ nhĩ của người nghe. Đó là cảm nhận của chính cậu khi nghe lại bản thu âm. Trước tình hình đó, Kousei quyết định dừng cuộc chơi tại đây. Nhưng đời nào Kari để chuyện đó xảy ra. Cô đã lén lấy ví của cậu để đi đăng ký rồi còn đâu. Nhất đây còn là một cuộc thi danh giá, nhà vô địch sẽ còn nhận được một slot xuất ngoại để tu nghiệp nữa kìa. Gạo đã bắt đầu say thì tầm này nên cơm cháo hay là hóa cám đều do Kousei cả. Từ hôm đó, Kousei lao vào luyện tập. Dù đã rất cố gắng hình dung ra cách mà mình sẽ chơi bản nhạc, nhưng chất lượng vẫn chẳng khá khẩm lên là bao. Trong một lần về chung, Tsubaki nói chuyện với Kari về việc phải chăng họ đang ép buộc Kousei quá đà. Nhưng cô gái vĩ cầm vẫn khẳng định việc đưa Kousei trở lại với cây đàn là đúng đắn, vì đó là cách duy nhất để những người nghệ sĩ như họ tạo nên những âm thanh thực sự sống thông qua những cảm xúc của mình. Tsubaki lại hỏi thêm tại sao Kari lại quan tâm đến Kousei đến vậy, thì cậu trả lời tương tự như Tsubaki nói trước đây, vì cô cũng coi Kousei là đứa em trai yếu đuối cần sự giúp đỡ. Nhưng đến khi tạm biệt Tsubaki, Kari lại quay lại trường học nơi phòng nhạc mà Kousei vẫn đang khổ luyện. Cô nói với cậu rằng không cần cố quá đâu, nếu cậu thực sự đau khổ khi chơi đàn thì cứ từ bỏ. Nhưng thay vì vui vẻ chấp nhận buông xuôi thì Kousei lại quyết định tiếp tục hành trình này dù nó có vất vả hơn thế nữa, vì chính Kari đã phủi đi lớp bụi bám trên cây đàn của cậu và cả chính cậu nữa. Thế giới của cậu đã thay đổi, và sự thay đổi đó đến từ ngày cậu gặp được cô gái mang tên Kari. Trong khi đó, Tsubaki vẫn đang suy nghĩ về lời của Kari nói. Cách dùng từ của cô gái ấy dường như chứng tỏ thế giới của họ không có sự tồn tại của cô. Và khi nhận được cuộc gọi của người đàn anh, Tsubaki đã đồng ý hẹn hò với anh ta. Tiến trình luyện tập của Kousei vẫn rất căng cực và chẳng mấy tiến triển. Dù tệ vẫn hoàn tệ, nhưng ít nhất bản nhạc đã len lỏi được vào trí óc của cậu. Thứ mà Kousei hướng đến là trở nên hoàn hảo như cái cách Kari từng chơi. Nhưng tốc độ nâng trình như này xem chừng là khó. Lo cậu bạn sẽ tẩu hỏa nhập ma nếu cứ căng thẳng tập luyện, Kari kéo cậu ra ngoài hít thở khí trời để kinh mạch được đả thông. Ở ngoài sân lúc này hội thao cũng đang diễn ra. Tsubaki đang bước vào lượt đánh quyết định. Lòng đang phấn khởi khi thấy Kousei thì lại chợt trùng xuống khi thấy kể bên cậu bạn là Kari. Trước cảnh tượng đó, trong lòng Tsubaki có những cảm xúc lạ lắm, giống như việc cô đã mất đi thứ gì đó quan trọng vậy. Họ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Nhưng kể từ ngày cậu ấy trở lại với những phím đàn, khoảng cách giữa họ dần xa cách, và có lẽ lý do chính là từ Kari. Không những thua trận đấu, Tsubaki còn dính một chấn thương ở chân, và trên đường về hôm ấy, Kousei đã chờ sẵn với đá chườm và cõng cô bạn hàng xóm về. Trên đường đi cả hai đã nói với nhau rất nhiều, nhưng câu chuyện của thì quá khứ khi cả hai còn nhỏ. Kousei cũng từng bị thương và được cô cõng như thế này về. Cậu hy vọng sau này dẫu có chuyện gì thì cô cũng đừng giữ trong lòng, hãy cứ bộc lộ hết ra ngoài. Dù cậu cũng chẳng xuất sắc gì, nhưng việc chăm sóc cho cô bạn thân thì cậu vẫn làm được. Trước những lời nói ấy, bỗng Tsubaki chợt nức nở. Chẳng biết là vì thua trận, vì đau, hay vì đang được ở bên Kousei nữa. Chỉ biết rằng hôm nay những ngôi sao lại lấp lánh và rực rỡ hơn bình thường. Ngày thi đấu thì vẫn đang đến gần. Dù cơ thể đã có thể tự đánh mà không cần nhạc phổ, nhưng Kousei vẫn thăm ngàn luyện tập đến độ quên ăn quên uống, quên luôn chải lại tóc tai. Hệ quả là cậu kiệt sức và ngất đi trong phòng học thể dục. Nghe tin đó thì Kari liền đến phòng y tế xem tình hình của cậu. Nom Kousei đã khá hơn sau khi nạp 5 cái bánh sandwich trứng của Tsubaki. Trên đường đi về cùng Kari, Kousei bất chợt gặp một con mèo, và ngay sau đó cậu gục ngã mà ho sặc sụa. Sau khi bình thường lại, cậu kể cho Kari nghe về quá khứ của mình, về việc mẹ đã từng vứt bỏ con mèo cậu nuôi chỉ vì nó làm tổn thương tay cậu. Và hình tượng của mẹ như in đậm vào tâm trí của Kousei, khiến cậu chỉ biết đi theo bóng lưng của bà. Nhưng Kari lại cho rằng Kousei là Kousei, cậu cũng có những thú vui và yêu thích riêng, nên cậu sẽ chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai trước những lời động viên của Kari. Dù rằng Kousei vẫn chưa thể nghe thấy được âm thanh của tiếng đàn, thì cậu vẫn sẽ tin vào bản thân như cái cách cô gái ngốc ấy tin vào âm nhạc vậy. Ngày hôm sau cuộc thi đã đến, đối đầu với Kousei đều là thú dữ không, như Azawa Emi hay Aiza Takeshi, những đối thủ từng thua thảm trước chính Kousei thời tiểu học. Vậy nên khi nghe tin cậu trở lại, cả hai liền trở nên phấn khích với mong muốn đánh bại Kousei cho bằng được. Cái tên Arima Kousei vốn đã vô cùng nổi tiếng, nhưng danh tiếng đó lại chẳng được người ngoài ưa.
bởi cậu chỉ biết đánh đàn như một cái máy đánh nhịp y xì đúc một nhà soạn nhạc. Dù rằng nhờ thế mà cậu ẵm về nhiều giải thưởng, nhưng hệ quả là chẳng ai ưa cậu cả. Trong phòng chờ, bất cứ thí sinh nào cũng căng thẳng, và Câu Xây cũng không hề ngoại lệ. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ trước đây, nhưng khi nhớ về những lời nói của Kaori, cậu cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Sau phần thi đạt đến level VIP Pro của cả Emi và Takeshi, ngay cả Tsubaki cũng rơi vào trạng thái phờ lo khi tiết mục của Câu Xây đến gần. Còn Watari thì vẫn vui vẻ lắm phần vì vững tin vào thằng bạn chí cốt, phần nữa là vì cậu tia được nhiều em xinh tươi. Chỉ là về phía Kaori thì có gì đó rất lạ. Cô bị bắt gặp uống rất nhiều loại thuốc khác nhau, dường như có cái gì đó lấn cấn về sức khỏe của cô gái này thì phải. Sắp đến giờ Câu Xây ra biểu diễn, tiếng tim đập loạn nhịp và cả áp lực từ những người như Emi hay Takeshi vẫn đang hướng ánh mắt về cậu. Nhưng Câu Xây không hề sợ hãi như trước nữa. Cậu chưa từng cảm thấy âm nhạc lại sục sôi đến vậy, vì trước đây cậu chỉ biết thi đấu vì mẹ và sức khỏe của bà. Còn ở hiện tại, cậu còn được búp thêm sức mạnh tinh thần từ Kaori và sự ủng hộ của hai đối thủ. Câu Xây đã vượt qua sự lấn át của áp lực mà tiến lên. Những giai điệu đầu tiên vẫn cho thấy đẳng cấp của một thiên tài âm nhạc, cho đến khi hình ảnh về người mẹ chợt xuất hiện bên cạnh, khiến Câu Xây nhớ về thời gian bà dạy cậu chơi đàn. Cậu thường xuyên bị đánh đập không thương xót. Đỉnh điểm là khi bà đến xem Câu Xây biểu diễn, dù đã đem về chức quán quân, nhưng chỉ vì đánh sai hai nốt nhạc mà cậu đã bị mẹ tay chân gậy miệng ngay giữa chốn đông người. Nỗi phẫn uất bấy lâu nay tích tụ chợt bùng nổ. Lần đầu tiên Câu Xây bật lại mẹ mà ném thẳng nhạc phổ vào bà. Những nỗi lòng được cậu giãi bày cùng lời nói muốn mẹ mình chết đi. Để rồi khi bà ra đi, tấn bi kịch lại ập đến cuộc đời cậu, và nó manh nha xuất hiện ngay tại lúc này. Tiếng đàn piano dần tan biến, nhịp điệu của Câu Xây dần loạn, khiến cả Emi và Takeshi đều ngạc nhiên, không hiểu người mà họ đang theo đuổi đang làm gì trên sân khấu vậy. Bên dưới khán giả cũng cáu dần đều, vì thứ họ đang nghe là một cái gì đó vừa khô cứng lại, âm thanh ngày một nhanh và rối loạn. Câu Xây đã cố gắng tập trung và rất tập trung để tái hiện lại chính cậu lúc đệm đàn cho Kaori, nhưng hình ảnh của mẹ cứ luôn hiện về và ám ảnh từng nốt nhạc. Và rồi cũng như lần trước, cậu đánh chậm dần rồi dừng đàn lại. Trong mấy phút thất thần đó, Câu Xây đã tự hỏi tại sao khi ấy Kaori lại dừng đàn rồi lại tiếp tục. Chợt hình bóng của Kaori xuất hiện như đêm diễn hôm trước và bắt nhịp lại cho cậu. Cảm xúc của Câu Xây chợt thức tỉnh. Cậu hiểu rằng mình đang chơi vì Kaori, và chính cô đang dẫn dắt cảm xúc của cậu. Những ngón đàn lại tiếp tục, nhưng thay vì để thi thì bây giờ Câu Xây chỉ muốn đánh cho mình cô gái ấy nghe. Từng âm thanh như tẩm vào đó cảm xúc của cậu, nhưng cảm xúc khi được ở bên Kaori. Để rồi khi bài thi kết thúc, cả khán phòng như chết lặng, và phải mất vài giây sau họ mới định hình được, không biết đó là màn trình diễn hay hay dở. Thứ mà Câu Xây quan tâm là liệu âm thanh của mình có chạm đến được trái tim của Kaori hay không. Và khi nhìn về nơi mẹ cậu từng ngồi, bóng dáng của bà đã nở một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện kết thúc cuộc thi. Câu Xây gặp lại Seto Hiroko, nghệ sĩ piano ưu tú nhất Nhật Bản và cũng là bạn của mẹ cậu. Chính Seto là người đã nhận ra tài năng thiên bẩm của Câu Xây và cũng là người đã chứng kiến cậu rơi vào tuyệt vọng. Chỉ cần nghe lướt qua cách chơi đàn của cậu, Seto cũng đã biết khứa cháu đang si mê một cô gái. Nhưng Câu Xây vẫn một mực khước từ, cậu coi nó như lời cảm ơn mà thôi, bởi trong lòng cậu vẫn coi người ấy là bạn gái của bản thân mình, còn cậu chỉ là một nhân vật phụ mà thôi. Dù biết đã bị out nhưng Câu Xây vẫn ở lại xem kết quả. Lúc này Akashi chạy đến chất vấn rốt cuộc bài thi đó của Câu Xây là như thế nào. Trong mắt của cậu, Câu Xây như một siêu anh hùng bất bại, vì Câu Xây mà cậu đã bỏ qua cơ hội sang Đức tham dự một cuộc thi danh tiếng, vậy mà cuối cùng cái nhận được chỉ là một bài nhạc lung tung cả. Nghe những lời đó, Câu Xây chỉ trả lời rằng mình đã cố gắng hết sức trong tập luyện rồi. Thế mà vẫn lung tung thì chỉ có thể là do con người của cậu bây giờ là như vậy. Nhưng cuộc hành trình của cậu giờ mới thực sự bắt đầu. Cuộc hành trình với tư cách là một người chơi nhạc như Kaori. Trên đường về, Câu Xây chợt cảm thấy như có một động lực nào đó truyền vào cậu, buộc cậu phải tăng tốc ngay và luôn. Và để hiện thực hóa cảm xúc đó, Câu Xây đã cày đàn suốt đêm để lấy lại cảm hứng. Nhưng với tình hình hiện tại, nom hơi khó. Nhân có cô Seto ghé nhà, cậu đã mạnh dạn nhờ cô chỉ bảo lại cho mình. Thời gian trôi thật nhanh, loáng cái đã đến mùa hè. Trong khi Câu Xây, Tsubaki và Watari đang thả dáng thảnh thơi trên sân thượng, thì Kaori mang đến cho họ một tin sốt dẻo. Đó là cô đã nhận được lời mời đến biểu diễn tại gala concert của Toa Ho. Và chắc chắn người song hành cùng cô phải là Câu Xây. Sau khi trao đổi, đúng hơn là theo ý Kaori, cô đã lựa bài Nỗi bi thương của tình yêu của tác giả F. Kaiser soạn thảo. Đây có lẽ là cơ hội để họ show hết kỹ năng phối hợp của mình. Và vì thế nên cả hai tập mãi đến muộn mới về. Trên đường đi, Kaori phát hiện ra một nơi ngập tràn những con đom đóm vẫn luôn tỏa sáng theo cách riêng. Và cô cũng phỏng vấn trực tiếp cảm xúc của Câu Xây sau khi tham gia cuộc thi. Câu Xây cảm nhận được sự ganh ghét, sự ngưỡng mộ hay đơn giản là khao khát chạm đến ai đó. Còn riêng cậu thì chỉ đơn giản là Kaori đang ở đó. Thính quả này hơi khét ấy. Nhưng khi Câu Xây quay đi, Kaori cũng thừa nhận một cách thỏ thẻ rằng mình chẳng thể ở mãi ở đây được. Ngày biểu diễn ngày một đến gần, mà Câu Xây thì chẳng truyền được tí cảm xúc nào vào bài nhạc cả. Cậu mạnh dạn đề xuất đổi bài, nhưng với tính cách của Kaori thì đời nào mà được. Bản nhạc đó không phải là không hay, mà chỉ là nó khiến cậu nhớ về mẹ của mình.
Trong khi cậu đang thất thần trước cuốn nhạc phổ thì cô Seto đã đến kéo cậu ra ngoài để thoải mái hơn và kể cho cậu nghe về nụ cười mãn nguyện của mẹ cậu khi thấy đứa con của mình dám phản bác lại vào cái ngày hôm ấy. Đó là khoảnh khắc bà ấy biết cậu đã trưởng thành. Cô cũng khuyên Tosei nên tiếp tục chơi đàn. Dù có mất đi khả năng nghe âm thanh của nó thì ít ra cậu cũng có thể phát huy được trí tưởng tượng của mình trên các phím đàn. Điều đó âu cũng là điều tốt. Ngày hôm sau, vì mải miết tập đàn nên cả hai quên mất thời gian. Kousei buộc phải đưa Kaori về. Nhưng tưởng rằng cậu sẽ bị mắng té tát vì tội đưa con gái nhà người ta đi đêm về hôm như vậy, nhưng không. Ngược lại, bố mẹ Kaori lại vô cùng yêu mến cậu. Họ còn làm rất nhiều đồ ngọt để cậu thưởng thức, thậm chí khi về còn có quà. Và hứa sẽ đến xem màn trình diễn của cả hai trong buổi concert. Ngày biểu diễn đã đến, mọi người đều đã có mặt đông đủ để thưởng thức những tác phẩm của những thí sinh xuất sắc. Trong đó nhân vật được bàn tán nhiều hơn cả là Kaori. Tuy nhiên sát giờ gờ rồi mà vẫn chả thấy tăm hơi cô đâu. Để chống cháy, cô Seto đành tiến tới ban tổ chức cơ cấu lại trình tự của các tiết mục. Sự quyết định lại đến từ vị trí của người biểu diễn cuối kiêm quán quân của cuộc thi, và cậu ta không đồng ý. Lý do là bởi mọi người dường như chỉ chú ý đến Kaori mà thôi. Dù cho cô có biểu diễn chẳng ra đâu vào đâu, lại còn không tuân thủ nhạc phổ trước những lời nói của cậu bé đó, Kousei như nhìn thấy chính bản thân trong quá khứ. Và để chứng minh sự thay đổi của mình, cậu mạnh dạn khẳng định tâm điểm buổi diễn hôm nay là cậu và Kaori. Tuy nhiên đến lúc lên sân khấu vẫn chẳng thấy Kaori đâu. Kousei vẫn quyết tâm biểu diễn dù phải độc tấu, bởi cậu muốn chứng minh cô gái điên loạn kia là một nghệ sĩ thực thụ. Những tiếng đàn lại vút lên bản nỗi bi thương của tình yêu, bản nhạc mà mẹ cậu yêu thích nhất nay lại được chơi với một phong cách hoàn toàn khác, nhưng theo ý nghĩa tiêu cực. Nó quá thô cứng và như một cách để trút giận của cậu. Đặc biệt, Kousei đánh như không phân biệt được thế nào là mãnh liệt hay thô bạo, khiến bản nhạc trở nên chói tai và khó chịu cho người nghe. Trong hoàn cảnh lại bị nhấn chìm, hình ảnh đẹp đẽ của mẹ lại hiện về, mách bảo cậu hãy nhẹ nhàng hơn với những phím đàn. Và rồi âm thanh ngay sau đó được thay đổi. Nó khiến bất cứ ai nghe đều phải trầm trồ, đặc biệt là Seto. Cô như đang được thấy người bạn đã mất trở lại. Nhớ về tình yêu thương mà mẹ Kousei dành cho đứa con trai bé bỏng khi chẳng còn sống được bao lâu. Và nhớ về cảm giác tội lỗi khi chính mình đã tìm ra tài năng piano của cậu, để rồi Kousei đã rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Nhưng trên hết, những giai điệu du dương, buồn mà sâu lắng, như lời chào tạm biệt của Kousei muốn gửi tới người mẹ thân thương của mình, để hình ảnh về bà, đúng hơn là sự ám ảnh mà cậu tự tạo ra, có thể được tan biến. Sau đó, Kousei mới nhận được tin về lý do Kaori không thể đến được, là vì cô đã phải nhập viện. Ngày hôm sau cả bọn đến thăm Kaori. Cụ thể lý do cô gia nhập hàng ngũ bệnh nhân là bởi cô đi đứng loạng choạng khiến cái thủ chịu vạ rồi bất tỉnh luôn. Mặc dù mồm miệng vẫn leo lẻo, nhưng đến khi đám bạn về thì Kaori lại phải truyền tĩnh mạch. Có vẻ như vấn đề cô mắc không hề đơn giản. Cũng đang gặp vấn đề nhưng không phải là vấn đề sức khỏe mà là chuyện tình cảm. Người rơi vào mớ bòng bong đó chính là Tsubaki. Đến bây giờ cô vẫn chưa xác định được mối quan hệ giữa cô và đàn anh là như thế nào, và cả với Kousei nữa. Dù đã được cô bạn khuyên ngăn, nhưng Tsubaki vẫn cứ thao thao bất tuyệt rằng Kousei chỉ là đứa em trai của cậu mà thôi. Tuy nhiên có thật Tsubaki nghĩ như thế hay không thì có lẽ đến chính cô cũng không chắc. Từ nhỏ Tsubaki đã rất thích chơi với Kousei, nhưng vì âm nhạc nên nhiều lúc cô cũng chỉ biết lủi thủi một mình. Để rồi dần dần Tsubaki đâm ra ghét âm nhạc. Đến hiện tại Tsubaki lại mắc thêm chuyện nữa. Cô không thể phân định được giữa thích và không ghét một ai đó là như thế nào. Và điều đó xảy ra với người đàn anh kia. Thực tế tình cảm mà cô dành cho anh ta chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ. Nhưng nếu cứ đà này, chính cô sẽ làm tổn thương chàng trai ấy mất. Đang băn khoăn thì chợt Tsubaki thấy Kousei chạy lại. Thì ra cô bạn thân đã tung fake news rằng cô có biến. Nhờ thế mà cả hai đã có thêm thời gian bên nhau. Bên cạnh những câu chuyện tầm phào thường nói, Kousei chia sẻ về định hướng tương lai của mình. Cậu sẽ đi học cao trung khoa nhạc, vì thế cậu sẽ phải đi xa. Một lần nữa âm nhạc lại chia rẽ họ. Tsubaki không chấp nhận điều đó. Cô vừa chạy vừa khóc. Cô chỉ muốn cậu vui vẻ trở lại mà thôi. Nhưng cái giá phải trả, có lẽ là người con trai cô hằng nghĩ sẽ chẳng bao giờ rời xa, sẽ ra đi mãi mãi. Và như thế có khác gì cô là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc cứ chờ đợi đến ngày mình sẽ được chơi cùng Kousei như hồi còn nhỏ. Ngày hôm sau, trong khi đang lên lớp, Tsubaki chợt nghe được lời của Kousei chia sẻ với thầy giáo về việc nguyện vọng lên cao trung. Do không chắc có xuất học ở các trường nhạc trong nước nên cậu đã nhờ cô Seto giới thiệu ra nước ngoài. Trong suy nghĩ thì Tsubaki mặc kệ, cô rảnh đâu mà quan tâm Kousei đi học nước ngoài hay nước trong. Nhưng thực tâm thế nào thì ai biết. Những suy nghĩ về Kousei cứ ám ảnh cô mãi không thôi. Trong suốt thời gian hẹn hò với đàn anh, câu chuyện cô hay nói nhất chỉ xoay quanh Kousei. Dĩ nhiên chẳng ai thích hẹn hò mà đối cứ nghĩ về người khác cả. Và rồi đến một ngày, người đàn anh đã nói lời chia tay. Cảm ơn Tsubaki vì đã hẹn hò với anh. Ở họ có quá nhiều điểm chung, và thứ họ cần bây giờ là một người hoàn toàn khác biệt. Tsubaki đến phòng tập đàn. Cùng lúc Kousei tới nơi, họ ngồi cùng nhau. Kousei tấu lên một khúc nhạc du dương. Trong không khí đó, Tsubaki nhận ra tất cả mọi người đều đã có những định hướng riêng, cùng nhau tạo động lực tiến về phía trước. Thời gian cứ trôi với họ, còn với cô thì nó đã dừng lại từ bao giờ. Mình đang suy mà thằng bạn thì cứ réo rắt nhạc với chả nhẽo. Cậu ta thậm chí còn không thèm có lấy một lời an ủi, khiến Tsubaki nổi khùng. Cô không biết ngoài piano ra cậu còn thứ gì khác nữa hay không.
Cậu ngồi thù lù ở đây hay cậu có chim cút đi đâu thì cũng chả khác gì mấy. Khi nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ của cô bạn, Kousei nói mình sẽ luôn ở đây. Chỉ một lời nói thế thôi cũng đủ khiến cho Tsubaki thêm chạnh lòng. Nếu cậu ấy cứ đối tốt như vậy thì khó cho cô quá. Và rồi Tsubaki quyết định tiến bước và để thời gian của cô được chạy. Vấn đề tình cảm cũng đang khiến Kousei suy. Đến trước viện rồi nhưng vẫn kiếm cớ quay xe. Cậu không biết nên kiếm lý do gì để gặp Kaori nữa. Đang chìm vào mớ bòng bong thì cậu bị tập kích bất ngờ. Quả chót còn dính ngay phải cô bé té từ trên cây xuống, nên đã đưa cô bé ấy đến nhà Seto. Cô bé tự giới thiệu mình là Aizawa Nagi, hiện đang là học sinh tại trường âm nhạc Kurumigawa. Đặc biệt Nagi còn là fan cứng của Seto nên thỉnh cầu cô dạy mình chơi đàn. Nhưng để bái thầy làm sư thì phải check trình độ đã. Nagi tấu lên khúc S2B OP 25 số 5, bản nhạc mà Kousei từng chơi tại Mai Ho. Tiếng nhạc ngân lên. Thấy trình độ của cô bé này không phải dạng vừa so với độ tuổi này, nên Seto đồng ý chấp môn đồ. Mỗi tội người dạy sẽ là Kousei. Sau 7-7-4-9 lần cân lên rồi đặt xuống, cuối cùng Kousei cũng đã quyết định mua bánh đến thăm Kaori. Nhưng vừa đến cửa đã nghe tiếng cô cùng Watari vừa cười vừa nói chuyện rôm rả. Thế là cậu quyết định đi về. Đương lúc đang cho chú mèo ăn cái bánh cannelle đang định mang cho Kaori thì chợt có tiếng điện thoại. Ngạc nhiên chưa? Đầu dây bên kia chính là Kaori. Cô trách Kousei mãi không đến thăm, đã thế còn được ăn mảnh bánh ngon. Và rồi Kousei đành hứa rằng lần sau mình cũng sẽ mang bánh đến thăm cô. Hơn nữa còn là bánh do bố của Kaori làm. Háo hức chờ đợi bánh của Kousei mang đến, Kaori vui vẻ rảo bước trên hành lang bệnh viện. Nhưng bất ngờ chân của cô mất cảm giác rồi khuỵu xuống và không tài nào đứng lên được. Cô chỉ biết đập thật mạnh vào chân và buông lời trách móc đôi chân phản chủ để rồi bật khóc trong bất lực. Tuy nhiên đến ngày hôm sau, Kaori bỗng xuất hiện trước mặt Kousei, lại là lý do đang chờ Watari. Nhưng lần này cô không bất chấp đến tìm cậu nữa, mà chịu chấp nhận để Kousei làm người đưa mình đi chơi. Sau một ngày mài chân tại trung tâm mua sắm, Kaori được Kousei đưa về trường bởi đã lâu cô chưa đến đây. Cô muốn biết liệu sau này cậu sẽ quên một cô gái trốn viên, một cô gái khám phá trường vào buổi tối, những khoảnh khắc chơi đàn cùng nhau và tất cả những kỷ niệm liên quan đến họ. Dĩ nhiên rồi, những thứ đó làm sao có thể ra khỏi được vùng não của Kousei. Khi thấy Kaori có dấu hiệu mệt mỏi, cậu liền đưa cô về. Bầu trời ngày hôm đó rực rỡ hơn thường ngày. Trên chiếc xe đạp tậu được ở trường, dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều ước cho thời gian dừng lại. Những giọt nước mắt của Kaori lại rơi. Kousei cảm nhận được điều đó, nhưng cậu không muốn hỏi tại sao. Có lẽ chỉ cần được ở bên Kaori là điều quá đủ với Kousei rồi. Trở lại với công tác sư phạm của Kousei, vì được quyền góp ý thẳng nên cậu không ngại chỉ ra tất tần tật những điểm yếu mà Nagi mắc phải. Với tư cách là một học sinh thuộc hàng cao trình trong trường, cô khó có thể chấp nhận một tên đánh đàn không theo phổ nhạc cứ xa xả nói mình được. Nên rồi cay quá hóa giận, cô bé tức tối bỏ đi. Cô Seto liền bảo Kousei đuổi theo vì đó là trách nhiệm của một sensei. Thế rồi cậu chạy đi mua khoai, hỏng dụ dỗ rồi xin lỗi cô bé. Bản lĩnh thì có đấy, nhưng trước sự quyến rũ của củ khoai thì không chịu được. Thế rồi Nagi cũng phải hạ khiên đầu hàng. Ở đây thầy trò đã tâm sự để hiểu rõ nhau hơn. Nagi đã kể về người hùng mà cô theo đuổi, nhưng anh ta lại cứ mãi hướng về ai đó. Vậy nên cô bé chỉ còn cách chơi piano thật giỏi để giành lấy sự chú ý của anh ta. Tiện đó Nagi cũng hỏi về tình hình yêu đương của Kousei. Ban đầu thì cậu say no, nhưng với bộ mặt kia thì che làm sao được. Kousei say no không phải vì không thích ai, mà chỉ là người cậu thích thì lại thích bạn thân của cậu mà thôi. Đó là cô gái đã tô thêm màu vào cuộc sống đơn sắc của cậu. Một cô gái tuy không là nắng nhưng rất chói chang và là một người mạnh mẽ. Trong một lần cả đám đến thăm Kaori, khi vừa biết tin Kousei đang làm gia sư cho một cô bé năm nhất, cô lại thể hiện sự bực bội ra mặt. Không phải vì ghen gì đâu, mà chỉ vì Kaori lo nếu cứ lãng phí thời gian như vậy, Kousei sẽ không chú tâm chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Chẳng hiểu vì sao hôm nay Kaori lạ vậy. Vẫn biết cô tính khí thất thường, nhưng thất thường thế này thì là lần đầu. Những biểu hiện đó của Kaori khiến Kousei cảm thấy có gì đó tương đồng với mẹ cậu trước lúc ra đi. Dễ nổi nóng cả với những thứ nhỏ nhặt. Khi trở lại thăm Kaori vào buổi tối, Kousei nhận được một câu hỏi rất kỳ cục từ cô. Cậu sẽ chết cùng với tớ chứ? Dù nói chỉ là đùa thôi, nhưng với nét mặt này thì liệu đó có chỉ đơn giản là một câu dốc hay nó còn một hàm ý nào đấy khác? Những lời nói và hành động kỳ quặc ấy của Kaori đã khiến tâm trí của Kousei bị ám ảnh. Cậu sợ rằng mình sẽ lại tuyệt vọng y như lúc mẹ ra đi. Sự mất mát sẽ tái hiện với đối tượng chính là Kaori, nên ngay cả việc đối mặt với cô, cậu ấy cũng không thể làm được. Thấy tình hình khắc khổ của cô bạn, Watari đã cho Kousei lời khuyên. Cậu mới chính là người Kaori cần nhất lúc này. Và rồi cuối cùng Kousei cũng tìm đến thăm Kaori. Dù nét mặt có hơi gượng gạo, trả lời thì cộc lốc, Kaori hy vọng Kousei sẽ quên hết mấy chuyện kia đi. Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Đâu phải cứ nói quên thì sẽ quên được. Cậu chợt nhận ra mình đã nhận quá nhiều, nhưng dành cho Kaori thì chẳng được bao nhiêu. Nên cậu quyết định phải đem tiếng đàn của mình đến hồi đáp cô. Nói là làm. Hôm sau Kousei đã cầu xin Nagi cho phép mình được biểu diễn cùng cô bé tại lễ hội sắp tới và được cô bé đồng ý cái dục. Từ hôm đó, cả thầy và trò ra sức thăm ngàn. Có những lúc Nagi cũng sợ sệt vì đang chịu áp lực rất lớn, nhưng nhờ có những lời khuyên hữu ích của cô Seto, cô bé cũng vượt qua để chinh phục bản nhạc thử thách này.
Ngày tổ chức lễ hội đã đến, sự xuất hiện của Kousei bên cạnh Nagi khiến khán giả hết sức ngạc nhiên, trong đó có cả người hùng của cô bé, Takeshi, anh trai cô bé. Sự phối hợp của cả hai thực sự đã tạo nên những âm thanh tuyệt vời, cho đến khi Kousei bắt đầu phá tan nó bằng những nốt đàn theo ý mình. Dường như cậu muốn đổi vai trong màn biểu diễn này, nhưng như thế lại khiến Nagi thức tỉnh. Cô bé bắt đầu show hết những kỹ năng mà mình đã được học từ bấy lâu nay. Cả hai như đang có một màn combat bằng âm thanh. Nếu là cô bé trước đây thì đã sớm thua rồi, nhưng bằng một cách nào đó Kousei đã nâng đỡ bạn diễn của mình, khiến cô bé như phát huy tối đa khả năng. Thông qua tiếng đàn của mình, Nagi đã gửi tới người anh trai của mình những cảm xúc khi cô có thể được chơi đàn, được đón nhận, không còn là Nagi ngày nào nữa. Còn về phía Kousei, những lời bộc bạch của anh cũng được gửi trực tiếp đến Kaori thông qua chiếc điện thoại của Watari để giúp cô có thêm tinh thần và trở nên mạnh mẽ hơn. Kết thúc màn trình diễn, cả hai nhận được vô vàn những lời tán dương từ khán giả. Sau cùng thì thứ mà cả Kousei và Nagi khao khát nhất cũng đã hoàn thành. Thông điệp của họ đã được truyền đến đúng người mà họ nhắm đến. Ngày hôm sau khi đến thăm Kaori, Kousei đã có cho cô câu trả lời. Cậu không thể chết cùng cô được, bởi với cậu, Kaori luôn là người đi trước, còn cậu chỉ là kẻ mãi theo đuổi bóng lưng của cô. Kousei hy vọng Kaori sẽ cho mình thêm thời gian để có thể được chơi nhạc cùng cô thêm một lần nữa. Kaori cứ ngỡ ước mơ của cô đã hoàn thành rồi, nhưng không. Chính Kousei đã khiến cô mơ thêm một lần nữa. Chính cậu đã tưới nước khiến cho trái tim của cô nàng một lần nữa sống lại, để cùng nhau tạo nên điệu van của chính họ. Tinh thần thì là thế, nhưng tình hình bệnh tật của Kaori thì vẫn rất căng. Sau khi cân nhắc với bố mẹ, cô quyết định sẽ phẫu thuật dù biết sẽ có cơ hội thành công là không cao. Vì dự định của Kousei là thi vào trường cao trung chuyên nhạc, nhưng để đạt được điều đó, cậu cần phải có danh hiệu. Nếu là ở thời xưa thì cậu chấp, còn lúc này thì còn cái nịt. Vậy nên Kousei phải dồn sức để cố gắng cho cuộc thi sắp tới. Dù bệnh tật ốm đau nhưng Kaori vẫn ra sức uốn nắn cho Kousei, hết gọi điện để nghe cậu đàn, rồi lại bắt cậu mò đến viện để trao đổi thêm. Một lần như thế, khi Kousei đến viện thì chẳng thấy Kaori đâu. Đang thất thần vì ngỡ bệnh của cô đã chuyển nặng, thì đột nhiên bố mẹ Kaori xuất hiện từ phía sau. Họ đưa cậu vào nơi con gái mình đang tập vật lý trị liệu. Hàng ngày Kaori vẫn luôn đến đây để tập đi nhằm duy trì thể trạng cho cơ chân. Tất cả là vì cô muốn một lần nữa bước trên sân khấu để biểu diễn. Bố mẹ Kaori cũng cảm ơn Kousei, vì nhờ cậu mà con gái của họ mới lấy lại được nghị lực để tiếp tục sống. Về mặt chuyên môn thì có Kaori là quân sư, còn về mặt hậu cần thì có Tsubaki support, không chỉ mang đồ ăn sang, Tsubaki còn tự tay cắt tỉa lông đầu cho cậu. Với cô, những khoảnh khắc này mà được Kousei ghi nhớ thì đó chính là niềm hạnh phúc của cô rồi. Vòng loại cuộc thi mùa đông đã đến. Lại một lần nữa, Emi, Kousei và Takeshi lại gặp mặt. Nhưng thay vì bầu không khí thù địch như trước đây, cả ba có vẻ thân thiết hơn trước rất nhiều. Với đẳng cấp của họ thì không khó để bỏ túi vào vòng chung kết. Trở lại với câu chuyện tình bùng binh của Kaori, Tsubaki, Watari và Kousei. Sau tất cả mọi chuyện, dường như Kousei vẫn chưa thoát khỏi được cái mác chàng trai đi thích bạn gái của bản thân. Một lần khi Kousei cùng Tsubaki đến thăm Kaori thì bắt gặp Watari cũng đang đến đó. Thế rồi cậu cũng không vào nữa mà ra về cùng Tsubaki luôn. Đến giữa đường thì trời đổ mưa, trong khi ướt mái chú, Tsubaki nhận ra khi ở bên cô, Kousei thường xuyên nói dối. Để kiếm tìm sự thật lòng từ cậu bạn thân, Tsubaki đã hỏi Kousei rằng phải chăng lý do cậu quay về cùng cô là bởi cậu sẽ đau lòng khi thấy Kaori ở bên Watari, và có phải cậu đã thích Kaori rồi. Kousei chỉ khẽ gật đầu mỉm cười thừa nhận. Tsubaki một mực khẳng định cậu không có cửa giành mối với Watari, và Kousei chỉ có thể yêu cô mà thôi. Nói xong, cô đá cho Kousei một cái rồi bỏ đi. Nỗi đau từ cú đá đó giống như cảm giác của cô bấy lâu nay, để cậu sẽ phải thừa nhận cô là con gái, chứ không phải những lời dối trá đó. Và cũng là để cậu nghĩ về người bạn này nhiều hơn. Thời gian tới vòng chung kết không còn nhiều nữa. Để Kousei có thêm thời gian luyện tập, Kaori đã yêu cầu cậu khỏi vào viện thăm nữa. Nhưng rồi chính cô lại gọi điện bất ngờ, chỉ vì một chiếc máy bay muộn lướt qua. Đúng là không đến thăm mà chỉ nói với nhau qua điện thoại cũng chẳng sao. Nhưng điều mà Kousei muốn là được gặp Kaori, và cậu cũng cảm nhận được rằng mình đã thực sự yêu cô gái này mất rồi. Điều này Kousei cũng đã nói với Watari khi cả hai cùng nhau vào thăm Kaori. Thay vì nện cho Kousei một đấm thì Watari thừa nhận cậu biết thừa, thậm chí còn vui vẻ khi thằng bạn dám tranh bạn gái với mình. Nhưng khi vừa đến phòng Kaori, cả hai đều thất thần khi thấy cô y tá hớt hải đi vào đó, và họ nhận ra tình trạng của Kaori đang thực sự tệ. Bước về lặng người giữa đêm tối, Kousei bắt gặp chú mèo hay cuốn chân cậu bị tai nạn, và dù đã cố gắng đưa nó đến viện thú y nhưng tất cả đều đã quá muộn. Ngày hôm ấy của Kousei thật tệ, tất cả như vỡ òa khi nước mắt bắt đầu rơi, và rồi cậu nức nở như muốn tuôn trào mọi nỗi đau của mình. Thông tin về tình hình của Kaori được Watari chia sẻ với mọi người, như có linh cảm chuyện chẳng lành. Tsubaki nhờ cô Seto đến xem xét tình hình của Kousei. Đến khi tìm đến nhà, đập vào mắt cô là dáng vẻ Kousei giống hệt như cậu hồi mẹ mới mất. Kousei bây giờ như một cái xác không hồn. Mọi thứ đẹp đẽ nhất xung quanh cậu cứ lần lượt mà ra đi, khiến Kousei như bị đẩy xuống hố sâu của tuyệt vọng. Ngày hôm sau khi lên trường, Kousei phát hiện một bức thư của Kaori do Watari gửi hộ. Bên trong viết cô muốn được ăn bánh trong căn phòng bệnh viện ngột ngạt. Khi vừa thấy Kousei đến, Kaori liền bảo cậu đưa lên tầng thượng để ngắm tuyết rơi và ăn bánh.
Trong một thoáng, Kousei nghĩ rằng cuộc đời cậu rồi sẽ lại cô độc mà thôi. Nhưng Kaori đã thắp cho cậu một ngọn nến niềm tin. Cô sẽ phẫu thuật vào đúng cái ngày mà Kousei thi đấu. Cô sẽ kiên cường chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Bởi chính chàng trai kia đã níu kéo lại khát khao sống của cô. Chính vì thế mà Kousei phải chiến đấu với cô. Cậu phải biểu diễn như nhạc công thực thụ, như cái cách họ đã từng làm. Nhưng làm sao Kousei làm được khi đã bỏ tập được một tuần? Nhất là với áp lực tâm lý đang mang. Hiểu được nỗi lòng của chàng trai trước mắt, dù thân thể còn yếu nhưng Kaori vẫn đứng lên làm động tác như đánh violin. Âm thanh kỳ lạ, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Thứ âm thanh mà chỉ hai người lúc ấy mới nghe được. Kaori hy vọng nó sẽ thức tỉnh Kousei, vì kỳ tích luôn có thể xảy ra. Rồi cô ngã xuống vào lòng Kousei mà bật khóc nức nở. Cô muốn được hiểu hơn về chàng trai này và ghen tị với Tsubaki vì đã làm được điều đó. Kaori cũng là con gái, buồn thì khóc, thích ăn bánh và muốn ở bên Kousei. Ngày thi đấu đã đến, những đối thủ của Kousei đều có màn trình diễn rất tốt. Còn cậu thì vẫn đang ủ rũ ở ngoài hành lang. Nhưng với tư cách của người nghệ sĩ dương cầm, Kousei vẫn phải bước lên sân khấu. Nghĩ thì là thế, còn hành động thì... Khi vừa ngồi vào vị trí, Kousei dường như muốn gục ngã. Cậu chỉ ôm mặt trong sự ngạc nhiên của phía khán giả. Nhưng tiếng hắt hơi của Tsubaki đã làm thay đổi bầu không khí. Kousei hiểu rằng bây giờ còn rất nhiều người đang dõi theo mình. Bàn tay lại lướt trên những phím đàn, thứ giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng đến kỳ lạ. Một nỗi sầu êm dịu, phong phú về âm sắc. Tất cả đều được vẽ lên từ màu sắc của nỗi u sầu. Và rồi khi tiếng đàn đã đạt đến cao độ của cảm xúc, Kousei như cảm nhận được âm thanh của tất cả mọi người. Cậu mong những cảm xúc này, những màu sắc này sẽ đến bên cô gái cậu yêu. Đột nhiên không gian thay đổi và hình bóng của Kaori xuất hiện. Cô ấy như luôn luôn bên cạnh cậu. À, phải là họ sẽ luôn tồn tại bên cạnh nhau. Và ở một không gian nào đó, Kousei và Kaori đang song hành để cùng hòa tấu khúc nhạc này. Họ vui vẻ nâng đỡ từng nốt nhạc cùng nhau. Và đó chính là lần cuối Kousei và Kaori có cơ hội hòa tấu, bởi vì cô đã không còn nữa. Trong một lần đi thăm viếng mộ Kaori, Kousei đã nhận được một món quà từ người bạn quá cố. Tháng 4 lại đến, những cánh hoa anh đào lại rơi. Trong bức thư gửi Kousei, Kaori đã kể câu chuyện về lần đầu họ gặp nhau trong buổi diễn của lớp piano cô đang theo học. Khi ấy Kousei nhìn thật vụng về trước cái đàn quá khổ. Nhưng khi tiếng đàn từ đôi tay cậu ấy vút lên, trái tim Kaori đã dành cho Kousei một sự ngưỡng mộ. Nhưng rồi cậu lại biến mất không lý do, làm Kaori quyết định học chơi violin để Kousei đệm đàn cho mình. Đến lúc lớn hơn, khi biết rằng học chung trường với Kousei thì cô mừng lắm. Nhưng chỉ biết ngắm nhìn từ xa, bởi nhóm của cậu đông vui quá, làm gì có chỗ cho một người lạ như cô chen vào. Do từ nhỏ đã phải phẫu thuật nên Kaori thường xuyên phải vào viện khám. Cho đến năm nhất thì bệnh nặng hơn. Khi nhìn thấy giọt nước mắt của cha mẹ, cô đã hiểu rằng mình không còn thời gian nữa. Vậy nên cô đã quyết định hành động. Kaori làm hết những việc mà mình yêu thích, tập đeo kính áp tròng dù trước đây hơi rén, ăn hết một chiếc bánh mà không thèm lo tăng cân, và chơi đàn theo ý của mình. Kaori chỉ có một lời nói dối duy nhất rằng cô thích Watari. Nhưng nhờ có lời nói dối ấy mà người cô thực sự thích mới đến trước mắt. Còn về phía người cô lợi dụng kia thì cậu ấy rồi cũng quên cô nhanh thôi. Còn về Tsubaki, Kaori cũng gửi lời xin lỗi, tại vì cô chỉ là người lướt qua mà thôi. Ai cũng biết rằng Tsubaki thích Kousei rất nhiều. Từ lời nói dối đó, Kaori đã được gặp một người vừa không như cô tưởng, nhưng cũng có thứ cô tưởng. Họ đã có những kỷ niệm cùng nhau. Liệu tôi đã có thể sống trong tim ai đó chưa? Rồi đấy, liệu tôi đã có thể sống trong tim cậu chưa? Cứ đi cả giày vào. Liệu cậu có thể nhớ đến tôi dù chỉ một chút? Tôi mà quên là cậu hiện về bóp cổ tôi mất. Đừng reset tôi nhé, không bao giờ. Xin lỗi vì đã không ăn hết bánh. Xin lỗi vì đã đá cậu. Xin lỗi vì đã bướng bỉnh. Rất xin lỗi cậu, nhưng cũng rất cảm ơn cậu. Vì Arima Kousei, tôi thích cậu rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều. Ẩn đằng sau bức thư ấy là một báu vật. Đó là bức ảnh chụp Kaori, có dính hình của Kousei ở phía sau. Còn Tsubaki cũng đã đối diện với tình cảm của mình. Cô thề, cô hứa, cô đảm bảo sẽ không đeo bám Kousei đến hết cuộc đời để cậu không còn cô đơn nữa. Một tháng tư nữa sắp qua đi. Hẹn gặp lại cậu vào tháng tư năm sau. Miyazono, Kaori.